Tổ hợp truyền thông Hoàng gia, chuyên gia tạo lập thương hiệu dẫn đầu. Khi nghe mọi người nói Tuyết không làm kinh doanh được đâu thì tôi chỉ cười thôi. Nhưng sau bao năm vật lộn với thương trường thì thực sự giờ đây tôi đang hoang mang với chính bản thân mình. Tôi thực sự may mắn được sinh ra trong một gia đình kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng bán lẻ. Sống trong bầu không khí của doanh nhân, cái niềm đam mê với máu kinh doanh có trong tôi từ bé. Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm cho công ty gia đình để lấy kinh nghiệm. Trong những lần mà đi cùng với cả đội sale thì tôi phát hiện là mình cảm nhận thị trường rất tốt. Tôi bắt đầu học được cách làm thế nào để đưa hàng tới với người tiêu dùng và làm thế nào để có thể kết nối với nhà sản xuất, xây dựng hệ thống phân phối. Khát vọng và niềm tin trong tôi lớn dần và để thêm hành trang cho một doanh nhân, tôi quyết định đi học văn bằng 2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tính tôi thì không có nói nhiều, nên khi quyết định lập nghiệp thì người thân và bạn bè không có niềm tin là sẽ thành công. Tuy nhiên, với sự tự tin và sự hậu thuẫn của gia đình đã quyết định thành lập công ty cổ phần thời trang Queen Việt Nam chuyên phân phối về nhãn hàng Winnie. Do hiểu thị trường, hiểu mạng lưới đại lý và học được kinh nghiệm phân phối từ các nhãn hàng khác nên công ty đã có doanh thu tốt ngay từ thời gian đầu. Sự nghiệp của tôi đã thành công nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Đó là năm 2008. Thành công thuận lợi nhanh chóng đã khiến tôi tự tin và tham vọng, đã lấy đi cái sự cẩn trọng vốn có của tôi. Say sưa với chiến thắng, tôi đã nhìn quanh thị trường, thấy thị trường đồ nam là một thị trường tiềm năng. Nôn nóng với sự mở rộng quy mô, năm sau chúng tôi liền dốc toàn bộ vốn liếng là cái kết quả kinh doanh từ Uni cộng với vay ngân hàng và chúng tôi đã quyết định đặt một đơn hàng lớn cho OEM lên đến 30 tỷ. Ngày hàng về, tôi thực sự choáng váng vì hàng nhiều vô kể nên ngoài cái kho hiện tại chúng tôi đã phải thuê thêm kho để chứa hàng. Sau đó thì tôi cũng trấn tĩnh lại và cùng với đội kinh doanh lên kế hoạch và chúng tôi đã trực tiếp đi đến từng đại lý để chào hàng. Tuy nhiên, tất cả các đại lý đều từ chối lắc đầu. Họ nói là hàng chưa có thương hiệu. Trong khi hàng vẫn chất ứ đầy kho thì Hà Nội lại rơi vào một trận lụt lịch sử. 1/6 của kho hàng thì đã bị ngập nước, hàng ướt hết cả. Họa vô đơn chí, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi đã trấn tĩnh lại và quyết định là mình phải giải phóng lô hàng bằng cách giảm giá sâu cho sản phẩm. Và chỉ sau một tuần,
thì sản phẩm đã được bán ra khỏi kho. Công ty thực sự là bị thiệt hại về tài chính rất nhiều. Tuy nhiên, để bù lại, chúng tôi đã có rất nhiều người tiêu dùng biết đến nhãn hàng Owen. Ngay sau lần đó thì công ty vẫn quyết tâm đầu tư lại vào Owen. Lần này đã có kinh nghiệm nên là chúng tôi quyết định lựa chọn một con đường khác so với cái nhãn hàng uy tín trên thị trường. Chúng tôi đã đầu tư vào nguyên liệu tốt, thiết kế form dáng slim fit. Trong khi đó thì thị trường đồ nam đang tập trung vào form classic và màu sắc thì đơn điệu. Và lần này thì chúng tôi có một niềm tin rằng là kết quả sẽ tốt hơn so với lần trước. Nhưng một lần nữa, chúng tôi lại bị thị trường quay lưng lại. Các đại lý đều từ chối đặt hàng. Và họ nói áo nam sao lại chít ly, ôm sát, màu sắc lại sặc sỡ, chẳng ra làm sao. Tình thế thật bi đát, bán rẻ nữa thì lỗ nặng, lấy đâu ra tiền để trả cho ngân hàng. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm, cẩn thận mà tại sao vẫn thất bại. Tôi tự trách mình là Winnie đang tốt, tại sao tôi không đầu tư vào Winnie mà lại mở rộng ra ngành hàng nam, để rơi vào tình thế cưỡi lên lưng hổ, xuống cũng không được, mà dừng lại thì sẽ mất tất cả. Phải chăng mọi người nói đúng, tôi thực sự không thể kinh doanh. Từ những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tài năng, bản lĩnh và đầy quyết đoán, CEO Phạm Thị Tuyết sau sự khởi đầu đầy ngoạn mục đã quyết định dấn thân ở một lĩnh vực mới hơn, đó chính là dòng thời trang dành cho nam. Những tưởng là con nhà nòi sẽ giúp cho chị vượt qua được những khó khăn này một cách dễ dàng, nhưng như chị đã chia sẻ là tôi đã cưỡi trên lưng cọp, xuống không được, dừng lại cũng không xong. Liệu rằng bản lĩnh của một con nhà nòi có giúp cho chị vượt qua được khó khăn này không? Trước khi đến với câu trả lời trong Bạn Sẽ Làm Gì, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị khách mời đồng hành cùng với chúng ta. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của ông Hoàng Hải Âu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Truyền thông Hoàng gia, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công. Trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc CTS, Trung tâm Khoa học Tư duy, Bộ Khoa học và Công nghệ. Và chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật chính ngày hôm nay. Xin được giới thiệu và chào đón nữ doanh nhân bà Phạm Thị Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Cowill Việt Nam. Tiếp tục với câu hỏi là bạn sẽ làm gì được đặt ra trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xuyên suốt chương trình này. Các CEO trong câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công đang bàn luận rất sôi nổi ở khu vực văn phòng kế bên. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Cà phê CEO. Đối với tình huống này là tôi sẽ áp dụng chiến thuật là bán lạc kèm bia. Tôi không một mình nên để đi bươi ra thị trường để đi chào sản phẩm nữa, mà tôi sẽ tìm những cái sản phẩm mà đang hot nhất trên thị trường đó. Tôi chích hoa hồng cho họ và tôi biến sản phẩm chính của tôi là trở thành sản phẩm phụ. Có nghĩa rằng khi khách hàng nào mà bán cái sản phẩm của họ mà đang tốt, đang chạy đó, tôi sẽ kèm theo cho họ và tôi chích cái hoa hồng thật cao cho họ. Tôi vẫn muốn bán độ bán tháo, bán khuyến mãi luôn, không gửi ha. Tôi không gửi cái các cửa hàng, tại gửi cửa hàng người ta có bán hay không chưa biết, tiền tôi chôn ở đó. Nếu tôi bán được hàng thì tôi có tiền, tôi làm lô hàng mới, và lô hàng mới đáp ứng đúng yêu cầu. Đừng đem một cái món thời trang mà bán, nói là tôi bán giảm giá, tôi bán cho nó thoát hàng tồn, để người vợ mang về cho người chồng mình mặc. Đồ nữ đang bán rất tốt, các chị em đi đến sắm đồ nữ kèm một món đồ nam cho chồng yêu hoặc cho người yêu của mình với giá 80% hoặc 70% giá gì? Giá niêm yết, để cả hai cùng đi một lúc và tạo ra được một cái slogan: hãy quan tâm người bên cạnh bạn để nhận lại được nhiều hơn. Và ngược lại, nếu người đàn ông đi mua cái đồ nam tại cái cửa hàng đó
chúng ta làm tương tự. Nếu là tôi thì tôi sẽ quay trở lại, tạm ngưng vấn đề sản xuất hàng năm và tôi sẽ phân phối thật mạnh cái sản phẩm hiện tại mà mình đang chiếm thế mạnh. Và sau đó tôi sẽ tập trung nguồn vốn về lại và có thời gian và có cả nguồn vốn thì chúng ta sẽ nghiên cứu và phát triển cái mặt hàng nam sau. Nếu là em trong trường hợp này thì em sẽ tận dụng mối quan hệ của con nhà nòi để tạo trend và cái mối quan hệ của mình để làm những cái xu thế thời trang mới cho thời trang nam. Tập trung hai cái, dựa vào kênh phân phối hiện hữu tìm cách thuyết phục họ lấy hàng. Nếu như họ không có tiền chấp nhận cho gối đầu hoặc ký gửi, tiếp tục tìm kiếm thêm những kênh phân phối khác để có thể nó phù hợp hơn với giới trẻ, những shop mới hoặc thậm chí là đầu tư cho những cái bạn mà họ đang có ý định lập nghiệp để các bạn ra hàng cho mình trong giai đoạn này. Và sau đó mới ngồi đánh giá và để làm một cách bài bản hơn rằng là chúng ta tự xây dựng kênh phân phối riêng của mình bằng hệ thống bán lẻ hay là tiếp tục định hướng và nó làm ở một cách bài bản. Phải đánh lái thị trường và tạo ra một cái xu hướng fashion trend, một cái xu hướng thời trang mới. Thì lúc đấy nếu như mà quan điểm về marketing của tôi là tôi sẽ tăng giá sản phẩm. Tại sao cái sản phẩm của tôi tốt, thời trang của tôi mới, tôi lại giảm giá sản phẩm và tạo ra một cái xu hướng thị trường mới. Cách của tôi trước nhất giải quyết nhanh đúng hàng tồn bây giờ, theo cách mô hình lỗ 30 tỷ kia, quay lại tập trung về phát triển hàng nữ để duy trì doanh thu cho công ty. Và khi đủ lớn, tôi sẽ tách ra một thương hiệu nam. Tôi nghiên cứu bài bản và nó là một thương hiệu hoàn toàn độc lập, chứ không dính hai cái nam và nữ chung. Tôi bán cái khách hàng cần, chứ không phải tôi bán cái mà tôi muốn. Và trong cái việc này, tôi nên áp dụng thương mại điện tử để nghiên cứu xem là những cái xu thế mới của thị trường là như nào, sự tương tác của khách hàng với cả những cái sản phẩm đó trên mạng ra sao. Thưa quý vị, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra. Và thoạt nghe thì đây là những cái ý kiến có vẻ như là rất hợp lý trong tình huống này. Tuy nhiên, Nguyên Khang tin chắc rằng sẽ có những cái chia sẻ từ phía khách mời ngày hôm nay để cùng phân tích xem là liệu ý kiến nào sẽ phù hợp nhất và giúp cho nữ CEO của chúng ta vượt qua được giai đoạn khó khăn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời. Cái buổi cà phê CEO tôi thấy là rất là thú vị. Bởi vì trên thực tế thì các doanh nhân họ đã tư duy rất là sâu theo từng mỗi cách riêng. Tôi nghĩ mà đi tới cùng thì nó sẽ có những kết quả nhất định. Nhưng mà ở đây thì tôi đang muốn nhìn nó dưới chủ đề câu chuyện. Ở đây là bản lĩnh con nhà nòi. Quyết định lựa chọn phương án nào nó rất là quan trọng ở cái tính cách của người doanh nhân. Vì chúng ta biết là trong thương trường ấy, thay đổi một cái tình thế, thay đổi một thông số, thay đổi một biến số là tất cả đều thay đổi theo. Nhưng mà nếu mà cá nhân tôi trong ý kiến của các vị CEO trong cà phê CEO ấy, thì tôi thích nhất quan điểm của chị Hoàng Kim Phượng tạo ra xu hướng mới. Tăng giá sản phẩm đi với chất lượng. Nhưng tuy nhiên thì nó cần phải có bản lĩnh và cần phải có những cái nguồn lực đầy đủ và cái kế hoạch đồng bộ. Hay là có cái ý kiến của chị Hoàng Thị Mỹ Dung tạm ngưng sản xuất hàng nam, đẩy mạnh phân phối hàng nữ để tập trung nguồn lực phát triển hàng nam sau. Thực ra thì đây là một cái kế hoạch rất là an toàn và tôi nghĩ là có nhiều cái khả năng thành công. Bởi vì là nữ doanh nhân của chúng ta, chị Tuyết đang làm rất tốt hàng Winnie, đang khỏe. Đang thành công, tiếp tục tập trung nó, chuẩn bị thêm nguồn lực và chuẩn bị các kế hoạch khác. Tôi đọc cái chủ đề này rồi tôi nghĩ là có thể trên thực tế chị Tuyết chị sẽ làm khác. Tóm lại là anh em chúng tôi sẽ ngồi đoán coi cái CEO của mình sẽ chơi một cái cú gì. Cá nhân tôi thì nghe cái câu chuyện của chị Tuyết cũng như là cái cà phê CEO vừa rồi thì thấy rất là ấn tượng. Một cái thứ trong đầu tôi là thời điểm và tốc độ. Ở đây có hai bài toán là về tính thời điểm thì CEO của chúng ta phải giải quyết cái tồn kho rất lớn. Và thứ hai, cái cách để đấy lại phải tạo một cái xu thế để cho một cái thương hiệu mới nó đi vào. Tức là chúng ta sẽ cân đối tính thời điểm giữa bán tất cả về tốc độ và thứ hai là thương hiệu mới. Thế thì có một cái kinh nghiệm, tôi sống ở Hồng Kông 7 năm trong các cái công việc thì biết là cái Hồng Kông, cái thời trang, cái fashion nó đi rất là kinh. Và tôi đã nhìn thấy có những lúc giá gần như về còn có 10% giá niêm yết và người ta bán rẻ thật. Vì sau khi đã đạt được cái khấu hao của cả một chuỗi giá trị ấy, thì cái phần bán thêm này bắt buộc phải clear. Vì nếu giữ lại trong kho thì nó lại dẫn tới hệ lụy một cái chuỗi giá trị khác, một cái supply chain khác nó sẽ bị vấn đề. Nên tôi thì tôi nghiêng về hướng nghĩ rằng là tôi rất đồng tình cái cách bán là phải đẩy hết. Nhưng khéo léo đi bằng chiến lược truyền thông như thế nào để người ta không thấy rằng là chúng ta đang bán tháo, mà chúng ta bán để clear một câu chuyện. Tôi nghĩ là ở Việt Nam lại có một cách chúng ta đi trái mùa sale, nhưng chúng ta lại làm một thương hiệu riêng. Là chỉ tới mùa đó người ta lại chờ đợi là
cái thương hiệu của chúng ta đang làm gì. Nghe câu chuyện của chị Tuyết xong rồi chúng ta nghe các CEO bàn nhau, mình đoán xem là chị Tuyết sẽ làm gì. Đúng rồi. Trong này có rất nhiều ý kiến, nhưng tại sao tôi vẫn đang thiên về cái ý là coi như gọi là chút sạch làm cả, bởi vì nhìn cái tính cách của nữ doanh nhân chúng ta trong cái câu chuyện nhé. Lần thứ nhất khi mà hàng gặp nước xả hàng, và như chị nói trong đó là gì, tức là mất thì mất tiền, nhưng mà được thì là gì, tức là người ta quen thuộc. Mới đầu người ta không quan tâm, nhưng sau đó thì người ta rẻ người ta mua, nhưng mặc vào rồi mới biết à, hóa ra là ăn thử rồi biết hóa là hàng ngon, hàng ngon lại biết tên nữa, và chị tạo ra tiền đề. Thế thì tại sao lần thứ hai chuẩn bị kỹ hơn hàng về lại mắc? Và tôi đang tò mò là nữ doanh nhân sẽ làm cái gì, rất tò mò luôn. Rất tò mò. Có xả tiếp không? Thôi xả giờ, tiếp thì tôi đi mua luôn. Bây giờ đánh cược với nhau thử xem là Hòa thì nghiêng về hướng là chắc chắn doanh nhân của chúng ta sẽ đánh một quả gọi là tốc độ. Tôi không tin. Ok, chúng ta sẽ xem thử coi. Okay nha. Thưa quý vị, hai rất người đang ở hai chiến tuyến khác nhau và đang đặt một cái ván bài, liệu rằng chị nữ doanh nhân sẽ lựa chọn hướng A hay là sẽ là hướng B, và biết đâu sẽ là một phương án C thì sao, đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi CEO Phạm Thị Tuyết sẽ giải quyết bài toán của mình như thế nào. Mời quý vị cùng đến với CEO Hành Động. Trong kinh doanh, nếu đi cùng với số đông đã rất khó. Nếu mình chọn một con đường riêng thì khó khăn sẽ gấp bội. Tuy nhiên với tôi tâm niệm rằng mình sẽ quyết liệt và đi đến cùng với con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ thành công. Tôi bình tĩnh rà soát lại mọi khâu. Rõ ràng là đồ của mình design thì rất là đẹp, kiểu dáng thì đúng theo xu hướng, chất liệu lại tốt, tại sao mà vẫn không bán được vào thị trường? Phân tích đi phân tích lại thì tôi nhận thấy rằng vấn đề là thương hiệu còn mới quá. Vậy làm sao để hàng ra thị trường và người tiêu dùng biết đến thương hiệu của OEM? Và tôi chợt nghĩ đến mình đang có một hệ thống phân phối mini rất tốt. Tôi đã đồng ý với các đại lý, điều kiện là các đại lý cứ bán, nếu không được thì sẽ trả lại. Song song với việc đó thì chúng tôi cũng tăng cường việc quảng bá thương hiệu đối với người tiêu dùng để giới thiệu những đặc tính ưu việt của sản phẩm. Hiệu ứng truyền thông đã có kết quả. Rất nhiều người tiêu dùng biết đến và mua hàng của OEM, đặc biệt là giới trẻ. Điều này đã có tác động ngược lại đối với kênh phân phối, và từ đó thì nhiều đại lý đã tìm đến công ty của chúng tôi để mua hàng. Vậy là đường đã thông, chúng tôi mạnh dạn đưa công ty về phía trước, liên tục cập nhật những xu hướng thời trang, nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ để cho ra những cái sản phẩm khác lạ. Năm 2014 thì chúng tôi thực sự là thành công rực rỡ khi tiên phong sử dụng nguyên liệu bamboo, đáp ứng các tiêu chí mát, bền, không nhăn và thân thiện với môi trường. Trên đà thành công thì chúng tôi đã liên doanh với tập đoàn Itochu, là tập đoàn số 1 của Nhật về thời trang, để cùng nhau chuẩn hóa lại hệ thống nhận diện, phát triển nhanh chóng hệ thống cửa hàng riêng và đưa thương hiệu phủ khắp cả nước. Tạo bước chuyển mình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, năm 2018, thương hiệu thời trang OEM lần đầu tiên chúng tôi kết hợp với nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, và chúng tôi đã cho ra bộ sưu tập trao tại tuần lễ quốc tế thời trang năm 2018. Được con tinh thần của chúng tôi mang tên là My Way, tiếp tục thừa kế nền tảng thanh lịch vốn có trong OEM. Đến thời điểm này, công ty chúng tôi đang sở hữu hai nhãn hàng uy tín trên thị trường, đó là OEM và Uni, với mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc. Luôn tự thay đổi mình để bắt kịp nhu cầu của khách hàng, công ty đã chinh phục được thị trường Việt. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tạo ra sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp để đáp ứng được những khách hàng khó tính nhất. Đồng thời, quản trị hiệu quả hệ thống doanh nghiệp, đồng nghĩa với đó thì chúng tôi cũng sẽ phải vượt qua những thử thách mới, đó là áp dụng công nghệ và sử dụng nhân lực thời 4.0. Như vậy là không nản lòng trước những khó khăn,
CEO của chúng ta đã tìm mọi cách để vực dậy được doanh nghiệp của mình trong một bài toán khó. Và cũng xin bật mí và chia sẻ với quý vị là những bộ trang phục vest mà Nguyên Khang mặc ở trong chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công đều là những bộ trang phục của Owen rất là đẹp. Và có lẽ nói là một điều rất là thú vị khi mà Owen cũng đã tung ra một cái loại quần theo sướng 3D, co giãn rất là thoải mái và cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Điều này để nói một điều là luôn luôn năng động thay đổi cái xu hướng của mình là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để giúp cho Owen có thể thành công và vượt qua được giai đoạn khó khăn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai khách mời và đặc biệt là nhân vật nữ chính để cùng thảo luận và xem coi là cái phần đặt cược của chúng ta liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái câu chuyện này. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bàn tròn CEO. Xin mời anh Nông có thể nói lại một lần nữa để chúng tôi có thể xác định được rõ là cái quan điểm anh đưa ra trong cái phần đặt cược là gì ạ? Anh Hòa thì là chọn cái phương án là Owen sẽ một lần nữa là xả hàng. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là sau cái vụ xả hàng lần thứ nhất và bắt đầu có độ nhận biết thị trường rồi thì Owen sẽ không làm theo cách đó. Tôi nghĩ con nhà nòi sẽ có những kiểu chơi của con nhà nòi. Vâng. Thưa chị Tuyết, mọi người thấy rõ là trong cái cuộc chơi này dường như là ở mảng thời trang nữ thì chị khá thuận lợi. Nhưng khi qua mảng thời trang nam thì gặp rất nhiều khó khăn. Tại sao mình không thừa thắng xông lên những gì mình có mà mình lại thử sức ở một lĩnh vực mới hơn để rồi mình ít nhất là hai lần phải đối mặt với những khó khăn này? Thực ra khi mà đã thành công ở trong nhãn hàng Winnie thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là nếu mà mình chỉ phát triển ở trong một cái lĩnh vực và dành cho nữ thì nó sẽ không tạo ra được cái thế mạnh cho công ty. Chính vì lý do đó mà công ty chúng tôi khi đã thành công vào trong nhãn hàng nữ thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ phát triển thêm một cái lĩnh vực mà cho phái nam. Khi mà đến trường quay cùng ngồi với cả vị khách mời gọi là trung tâm chúng ta với anh Hòa thì rất là bất ngờ được biết là chị Tuyết là em gái của anh Phạm Đình Đoàn, cũng là một người bạn của tôi. Và anh Phạm Đình Đoàn là phó chủ tịch Trung ương Hội các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam của VCCI. Con nhà nòi đấy. Con nhà nòi luôn. Và đồng thời cũng là chủ tịch của Phú Thái Holding. Tức là đến nòi toàn tập rồi. Thì tôi rất là bất ngờ. Và cho nên là với những cái gì mà cô Win làm được đến ngày hôm nay thì không có gì khó hiểu. Bản lĩnh nhà nòi rồi cộng thêm cái nguồn lực background như vậy. Và tôi nghe trong cái câu chuyện đấy là còn tiếp tục bây giờ là liên doanh với Itochu, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Như vậy là đúng là như là tôi có nói chuyện với anh Nguyên Khang, tôi vẫn nghĩ rằng là con nhà nòi với bản lĩnh đấy nhưng có kiểu chơi con nhà nòi. Rõ ràng là đây là một cuộc chơi khá lớn. Biết anh Đoàn là làm về phân phối, cũng rất thân tiểu gia đình chuyên về phân phối. Thế thì lý do gì tự nhiên bây giờ lại làm ra hai cái thương hiệu riêng là Owen với cả Winnie? Khởi đầu của Phú Thái, bọn tôi cũng phân phối về nhãn hàng thời trang. Nhưng mà lúc đó thời trang đấy là thời trang chuyên về đồ lót. Và sau một thời gian khi phân phối thì chúng tôi nhận thấy rằng là nếu như mà mình chỉ tiếp tục con đường phân phối, nó sẽ không dẫn đến cái sự bền lâu. Chính vì lý do đấy thì anh Đoàn đã đưa ra một cái định hướng mình phải có những cái nhãn hiệu riêng phát triển thời trang cho người Việt tại thị trường Việt Nam. Thế thì nguyên nhân nào mà chị lại chọn khi bắt đầu là làm dòng thời trang nam, chị lại chọn thương hiệu tên là Owen? Khi mà bắt đầu chuyển sang phát triển nhãn hàng đồ nam, trong tất cả đội ngũ quản lý của chúng tôi có một cái niềm khát vọng là chúng tôi làm thế nào để có được cái giải pháp thời trang cho nam giới ở công sở. Xuất phát từ cái khát vọng đó thì chúng tôi cũng tìm hiểu những cái xu hướng thời trang nam xuất phát ở đâu. Và nước Anh là một nước mà người ta thường nhắc đến những cái sự lịch lãm, cái nền văn hóa của nước Anh và ảnh hưởng đến các nước. Cộng thêm với, vì đây là một cái nhãn hàng mới, chúng tôi muốn tạo cho những người mà tiêu dùng sản phẩm của Owen có những cái bản lĩnh trong những cái sự nghiệp của mình. Quả thật ngay trong cái cách chọn tên, nó cũng có tí nhà nòi đấy. Ở chỗ là chúng ta biết rằng là người ta vẫn nói là thủ đô của thời trang thế giới là Ý và Pháp. Và đến ngày hôm nay chúng ta biết cái xu hướng của thế giới là khi mà Trung Quốc đang đi mua các thương hiệu lớn ở các nước châu Âu. Và bây giờ coi như châu Âu đã đang bắt đầu một cuộc cách mạng thứ hai để mà xây dựng và bảo vệ những thương hiệu của họ. Nhưng mà Trung Quốc dù có mua được nhưng khi người ta bắt đầu đưa ra các thị trường thì họ vẫn phải lôi ra cái gốc gác, cái nguồn gốc là Ý là Pháp. Nhưng mà đấy là thời trang nữ. Còn thời trang nam thì muôn thuở nó vẫn gắn với cả các quý ông. Bởi vì đế quốc Anh mặt trời không bao giờ lặn. Và gắn với đế quốc Anh thì với bản lĩnh, với sự lịch lãm và nguồn gốc gọi là quý sở tộc. Và nếu như thế thì đấy là một sự chọn rất là thông minh rồi. Và một lần nữa thì chúc mừng chị.
Nhưng có chị Tuyết ở đây, tôi muốn góp một cái ý và cho cộng đồng hiểu thêm ấy. Thật ra tôi rất là thích hai cái tứ là khi sở hữu một cái kinh doanh truyền thống của thời trang nữ khá là mạnh thì chúng ta mạnh dạn đi vào nam, mặc dù giai đoạn đầu có khó khăn về stock, về mọi thứ. Rất nhiều quốc gia truyền thống, kể cả như Pháp, như Anh, người ta nói rằng hãy xem cái người phụ nữ đi bên cạnh một người đàn ông để đánh giá cái đẳng cấp của người đàn ông. Đàn ông lịch lãm, nhưng cái cách chọn cái cà vạt hay những cái đồ của đàn ông ấy, thì thường thường là người phụ nữ của họ làm, và họ làm rất là xuất sắc điều này. Như vậy thì chúng ta lại có một cái tứ ở đây là thuận tay dắt bò, đã quản lý một cái thời trang nữ tuyệt như thế này mà không có một cái cơ sở để cho người phụ nữ đó chọn tiếp cho người chồng lịch lãm của mình hay người đàn ông trong gia đình mình, thì chúng ta mất một cái cơ hội rất là lớn, trong khi nó nằm trong tầm tay. Nên tôi nghĩ rằng với cái lý do đấy, chị Tuyết đã rất là mạnh dạn đi vào thời trang nam, mặc dù cái giai đoạn đầu thì lúc nào cũng khó khăn. Cái truyền thống này từ quý ông nó đi vào tới truyền thống người châu Á, thì hầu hết những người phụ nữ, nói thật là trên người tôi những gì tôi mặc, hay là chắc là anh Âu cũng vậy, thì chắc là do các chị chuẩn bị. Và các chị đúng không, chứ phải một chị đúng không? Cái này là nguy hiểm, là các chị mới nguy hiểm. Thì những cái quà tặng như vậy hay là những cái sự chuẩn bị đó, tôi nghĩ là đều xuất phát từ phụ nữ. Và thật ra trong gia đình, những cái phần chi phí cho thời trang, cho tươm tất gia đình thì là phụ nữ nắm. Thế thì tôi nghĩ rằng chị Tuyết có thể nói thêm về cái này để cho cộng đồng hiểu được cái bản sắc trong một cái kết cấu gia đình đi từ truyền thống tới hiện đại. Với cái quan niệm mà chị Tuyết suy nghĩ thế và anh Hòa vẫn khẳng định lại, tức là gì? Tức là người ta đi mua đồ ấy thì mua đồ nam và mua cả đồ nữ, mua đồ nữ thì mua cả đồ nam. Thế tại sao chị tách thành hai hệ thống riêng? Khi mà phát triển cái nhãn hàng thời trang nam mới, thực sự là chúng tôi cũng phải dựa vào cái nhãn hàng mà đã thành công. Và như anh Hòa nói thì cũng đúng là đa số trong gia đình thì chị em phụ nữ sẽ lo trang phục cho nam giới. Cũng hiểu được cái tâm lý đó thì chúng tôi cũng dựa vào cái kênh phân phối của Winnie, và chúng tôi sẽ giới thiệu với những khách hàng của Winnie về cái nhãn hàng thời trang nam. Thời gian đầu thực sự là chia sẻ với anh Âu là chúng tôi cũng có cái sự kết hợp giữa nhãn hàng Winnie với cả OEM, phần nào cũng có một cái sự thành công, bởi vì những khách hàng Winnie sau khi sử dụng những cái sản phẩm của mình thì đã cảm thấy rằng là rất là tốt, và người ta tin tưởng rằng là cùng trong một công ty thì cũng sẽ tốt như vậy. Tuy nhiên sau một thời gian khi mà phát triển thì chúng tôi nhận thấy rằng là nam giới thường có những cái muốn khẳng định mình, có cái tôi của mình. Nếu như mà cái sản phẩm của chúng tôi để chung vào trong cái cửa hàng của Uni thì lại là đồ mặc nhà và đồ lót, thì người nam giới người ta sẽ cảm thấy rằng là không tự hào khi mà mặc chiếc áo OEM đứng ở trong một cái cửa hàng như vậy. Chính vì lý do đó nên là chúng tôi đã, sau một thời gian phát triển thì chúng tôi đã tách ra. Anh Âu hồi nãy anh trêu tôi một ý rất là hay, là tôi chỉ buộc miệng nói là các người phụ nữ thôi. Vâng. Thật ra đây là một cái ý để các chị làm marketing. Nếu mà có một người phụ nữ nào đó tự nhiên tặng một cái cà vạt cho anh Âu và nói là ôi đây là Owen, thì cái bà ở nhà bà bị kích thích kinh khủng, là bà phải tới Owen để bà mua những cái cà vạt khác đẹp hơn, vân vân. Thế thì thật ra là một người phụ nữ sở hữu tất cả cái dòng sản phẩm thời trang của người đàn ông, tôi nghĩ chị đã nói một điều đúng, là tới một lúc nào đó người đàn ông cảm thấy có dấu ấn riêng của mình. Chưa kể là hai cái dòng sản phẩm nó đi, khi mà lớn lên ấy, nó sẽ có hai đời sống riêng, hai cái kiểu tư duy khác nhau, thì tôi nghĩ là đang rất đi đúng, rất là đúng hướng. Có một câu hỏi mà Khan xin phép được hỏi chị Tuyết. Khi mà Owen đi theo xu hướng của quốc tế là thời trang nam thì hướng đến là mặc những cái đồ rất là màu sắc để gây được sự chú ý, nhưng mà rõ ràng theo cái định hướng của mình là phân khúc của đây là thời trang công sở, và họ thường có xu hướng sẽ chọn những bộ trang phục nó có màu sắc nhã nhặn, lịch sự vừa phải, thay vì phải gây sự chú ý. Như vậy thì cho phép Nguyên Khang hỏi chị là cái điều đó là Owen đã nhận ra là mình đã phải thay đổi như thế nào để vừa đáp ứng được tiêu chí là cập nhật được xu hướng quốc tế nhưng vẫn là sự lựa chọn của giới văn phòng cũng như là các CEO không ạ? Thời trang công sở thì thông thường nam giới người ta sẽ chọn những cái màu sắc lịch sự, nhã nhặn. Tuy nhiên thì sau 2 năm phát triển cái nhãn hàng theo đúng cái xu hướng định hướng của thời trang công sở đó, sau khi nghiên cứu thị trường, sau khi mà tìm hiểu khách hàng của mình, thì Owen nhận thấy một điều rằng là nam giới cũng có những nhu cầu làm đẹp. Xuất phát từ cái điều đó thì Owen sẽ lấy những cái xu hướng ở trên thế giới để đưa vào cái thị trường Việt Nam. Cái đầu tiên đó là chuyển mình từ những cái form dáng classic sang slim fit. Nếu như mà muốn tạo cho người đàn ông có những cái phong cách hoặc là có những cái cảm hứng về thời trang
thì OWEN đã lấy những cái nguồn cảm hứng của từ xu hướng ở trên thế giới. Tôi nghĩ là đa dạng hóa về mẫu mã và màu sắc, người ta mới nhìn thấu được và dám mạnh dạn. Tôi nói ví dụ như cái xu hướng slim fit, đấy là sự đi trước. Và thứ hai là đa dạng màu sắc. Xã hội bây giờ nó rất là rộng, quan niệm bây giờ nó không bảo thủ như ngày xưa. Bản thân tôi ở cái tuổi như thế này rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể đến cơ quan của tôi với cái áo màu đỏ, màu vàng, tức là nó đa dạng. Và càng về sau này thì tôi nghĩ là thế giới phẳng 4.0 thì cái việc mà dung hòa nó càng lớn. Minh Khang nói như vậy là tại vì khi mà đặt một vấn đề với câu hỏi hơi mang tính là phi logic để tìm ra cái chìa khóa, một thương hiệu thời trang phải tạo sự khác biệt trong việc đón nhận xu thế. Rất khó để người ta tiếp nhận trong thời gian đầu, nhưng khi người ta đã quen với cái xu thế đó rồi thì ngay lập tức mình là sự lựa chọn của họ. Trong số rất nhiều branding của cửa hàng cùng bán những cái trang phục dành cho nam theo xu hướng là nhã nhặn hoặc là theo phong cách thanh lịch, mình chọn một cái xu hướng vẫn thanh lịch nhưng mà có một chút nổi bật và cá tính, thì đó là cái điểm nhấn khác biệt của mình trong cái thị trường để tạo ra cái điểm nhấn. Sở dĩ nói như vậy là tại vì ngay như cái bản thân của Nguyễn Khang cũng luôn luôn muốn là mình phải hơi nổi bật một chút nhưng đừng quá lèo lèo. Thì Nguyễn Khang nghĩ là nó sẽ là cái sự lựa chọn của phân khúc khách hàng đó, và người ta khi mà nghĩ đến cái màu sắc đó, trang phục đó, người ta sẽ nghĩ đến mình. Đúng rồi, nhưng mà ở đây thì tôi đã nhìn thấy thêm cái, tức là như này, tôi là bản lĩnh của người dẫn đầu. Khi mà bắt đầu khi tất cả thị trường đang mặc những cái đồ rất là bình thường thì mình chọn ra một cái tên thương hiệu rất là anh, rất là đàn ông, rất là nam tính. Và sau đó thì mình đi trước, tức là bắt cái xu hướng của thế giới là mình bắt đầu là dùng slim fit. Nhưng khi mọi người bắt đầu nó chấp nhận nó và mình bắt đầu là thành thương hiệu dẫn đầu rồi thì mình bắt đầu bắt nhịp và mình bắt đầu chuyển sang một cái việc tiếp theo để bắt đầu tạo cái xu hướng tiếp theo. Là thay vì cái chuyện đồng đều màu nó gọi là nhàm chán thì bắt đầu tạo ra sự màu sắc. Nhưng mà đấy cũng là xu hướng của thế giới bây giờ, tức là sự đa dạng và nó khá là thoải mái. Tôi hoàn toàn đồng tình với người khác. Ngành bán lẻ và phân phối là vấn đề tồn kho, là vấn đề rất là quan trọng. Thì cùng với câu hỏi của Nguyễn Khang, chị Tuyết đã giải quyết cái thời điểm đó và đánh một cú như thế nào? Hay là lựa chọn ký gửi dài dài xong rồi cũng không kiểm soát được là người ta có bán không, đúng không? Vòng tiền nó quay về rất là chậm. Thì cái lúc đó là CEO của mình đã giải quyết như thế nào? Cái thời điểm khi mà chúng tôi bắt đầu làm, thực sự là chúng tôi cũng chưa có cái kinh nghiệm về cái thị trường thời trang nam. Với một cái tiêu chí là làm sao mà có sản phẩm tốt nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái sản phẩm đấy thì có thể nó chưa phù hợp với cả cái nhu cầu trên thị trường, cộng với thương hiệu thì mình cũng chưa có. Cái đấy là những cái khó khăn bước đầu. Và cái khó khăn tiếp theo của chúng tôi là năm đó thì chúng tôi lại gặp một cái trận lụt. Và đứng trước cái sự lựa chọn rằng mình sẽ bị tổn thất rất là nhiều về tài chính. Hai nữa là mình sẽ làm thế nào để cho khách hàng biết đến cái thương hiệu của OWEN. Vì là dù sao nam giới, nếu như tôi hiểu được một cái điều rằng là người ta mua những cái sản phẩm mà nó giảm giá hoặc là xả hàng thì tâm lý của nam giới sẽ không có tốt. Tuy nhiên thì tôi tự tin rằng là với những cái sản phẩm, với những cái chất lượng rất là tốt, nếu như mình có làm chương trình có giảm giá hoặc ưu đãi cho khách hàng thì cái đấy nó không ảnh hưởng đến cái thương hiệu của OWEN mà chúng tôi sẽ xây dựng tiếp theo. Nên là chính vì lý do đấy mà chúng tôi đã quyết định rằng lựa chọn con đường là thiệt hại về tài chính nhưng mà sẽ để cho nhiều người tiêu dùng biết đến cái nhãn hàng của OWEN hơn. Sau cái lần thất bại thứ nhất thì OWEN có nghiên cứu và tìm ra những cái xu hướng và cái sự khác biệt trên thị trường. Thì với một cái niềm tin chắc rằng là mình sẽ vào được thị trường. Tuy nhiên thì cái rào cản thứ nhất là cái rào cản từ đại lý. Đại lý người ta cảm nhận thấy rằng là cái sản phẩm này nó hoàn toàn khác với cả những cái gì mà trên thị trường đang có. Thì họ sẽ cảm thấy lo lắng khi mà nhập hàng này và không bán được. Thì OWEN đã đưa ra một cái giải pháp không phải là ký gửi mà nói với đại lý rằng anh chị cứ nhập cái hàng này đi, nếu như trong trường hợp anh chị không bán được thì chúng tôi sẽ đổi trả cho anh sang cái sản phẩm khác. Bởi vì là tại sao chúng tôi làm như vậy? Bởi vì chúng tôi muốn tạo cái niềm tin cho đại lý và chúng tôi tin chắc rằng là với cái sản phẩm, với cái lần nghiên cứu lần thứ hai này thì cái sản phẩm này sẽ đúng với cả cái xu hướng trên thị trường. Thực ra thì cái giải pháp trong cái giai đoạn đầu đấy cũng như là bất kỳ một cái nhãn hàng nào khác, khi thiên hạ chưa biết đến mình thì lúc ấy cái thế của mình đang thế khác, cái tầm mình đang tầm khác. Mà bây giờ cái lúc đó thì mình, nếu mà mình muốn trội hơn thì mình sẽ phải tốn rất nhiều tiền mở ra một loạt chuỗi cửa hàng mà đầu tư khống khi không bán được để cho thiên hạ biết. Mà vấn đề là người ta chưa biết thì người ta còn không thèm vào. Vậy thì cái giải pháp đấy là hoàn toàn là đúng. Tôi nghĩ trong giai đoạn này để mà bán được hàng chỉ là yếu tố phụ thôi. Mà lúc này thì là đúng theo cái nguyên lý về truyền thông, tức là tạo độ nhận biết. Sau đó nhận biết lần đầu vẫn chỉ là cái tên, cái hình ảnh thôi. Sau đó những lớp thông tin khác mới đẩy thêm vào. Quay trở lại chuyên môn một chút về cái ngành phân phối và bán lẻ thì cái tồn kho
Và tôi rất là thú vị trong câu chuyện của chị Tuyết có đề cập tới công nghiệp 4.0. Thật ra là để cân bằng cái chuyện xả hàng và giữ được câu chuyện thương hiệu thời trang theo cái brand thì quan trọng nhất là tính thời điểm. Bây giờ nó có công nghệ thì nó cho chúng ta những cái phần mềm mà nó có thể cập nhật online tại trực tuyến và on-site là ngay tại chỗ. Thế thì trong cái công nghiệp 4.0 hiện nay nó cung cấp cho tất cả những cái bộ máy quản lý về tồn kho một cái quyết định decision về tính thời điểm cực kỳ chính xác. Người ta có thể biến chính xác sau khi bán một buổi hay một ngày, doanh thu cập nhật trực tiếp về đội tồn kho là biết luôn cái tần số lên xuống và người ta kiểm soát rất là tốt cái dòng tiền và sức mua, những cái dòng thời trang đi tốt. Cái tính cân bằng này nó do chúng ta đặt đầu bài. Và cái ngưỡng nào thì bắt đầu sẽ switch qua bán giá nào, và ngày nay trên thế giới người ta làm tự động hóa luôn. Cái tính nhạy thị trường bây giờ nó có cái công nghiệp 4.0 và tôi nghĩ là chị Tuyết đang giới thiệu về cái này một chút để cho cộng đồng cũng như anh em hiểu về cái tính cập nhật. Khi mà xuất phát điểm của chúng tôi ấy, thì là chúng tôi là công ty phân phối và chúng tôi phân phối hàng thời trang. Cái thị trường nó luôn luôn thay đổi, xã hội cũng thay đổi. Như anh Hòa nói là bây giờ người ta đã áp dụng công nghệ 4.0 và chúng tôi cũng hiểu được cái điều đó, là mình cũng phải chuyển mình. Thay vì phân phối thời trang thì chúng tôi cũng sẽ phải chuyển mình để phù hợp với cả cái tình hình thị trường hiện nay. Và online thì UN cũng đang cập nhật và triển khai cái hệ thống online ở trên cái website của mình. Và hệ thống offline, đúng là cái việc mà quản lý tồn kho là một việc vô cùng khó khăn để mà mình có thể đưa ra những cái quyết định rằng là những cái hàng này thì nên thực hiện những cái chương trình gì và marketing có thể dựa vào đó để đưa ra quyết định nhanh nhất. Thì chúng tôi rất là may mắn là đã liên doanh với cả tập đoàn ITOCHU, là tập đoàn của Nhật, để làm sao mà mình có thể nắm được hàng tồn không chỉ tại kho hàng của mình mà tại mỗi một cái điểm bán. Trong những câu chuyện thực của VTV thì đây là một câu chuyện thật rất là hay. Và vậy thì trong cái câu chuyện thật này thì có bài học gì cho các doanh nhân của chúng ta khi nghe câu chuyện với một cái truyền thống gia đình như vậy, một cái tiềm lực như vậy, với một cái người nữ doanh nhân mà tôi tiếp xúc xong thì thực ra trong đầu tôi thì chị không cần nói là tôi người ít nói, thì tôi đã thấy là chị này thì xin lỗi là hơi lì. Mà doanh nhân mà lì như này thì đi tới cùng, mà kiên trì đi tới cùng thì hiếm khi không thành công. Riêng trong câu chuyện này thì tôi rút ra được 4 điều. Cái thứ nhất là OEN để có được ngày hôm nay, điều đầu tiên là đã đi rất đúng bài bản về thương hiệu. Cái việc mà lựa chọn thương hiệu cho mình ấy, trông vậy thôi chị khôn kinh khủng. Lấy cả một cái tiềm thức của nhân loại về nguồn gốc của trang phục đàn ông, lịch lãm, thành công, bản lĩnh để mà đưa vào trong tên gọi của mình. Khi mà làm ra một cái thương hiệu thì kèm theo nó phải có story, phải có câu chuyện, phải có slogan, phải có đủ mọi thứ. Chỉ có mọi cái luôn. Bởi vì là không cần nói, OEN người ta liên tưởng đến nước Anh, là đến cái nguồn gốc của thời trang nam rồi. Rõ ràng chỉ làm về phân phối thì đã bao giờ làm thương hiệu đâu, mà khi mà bước vào làm thì lại làm rất là căn bản. Cái điểm thứ hai, để mà phát triển tốt thì có hệ thống phân phối. Tôi đặt ra cái câu hỏi tại sao không chung với Winnie ấy. Thực ra để tôi hiểu được rằng là trong cái này nó là cái tầm nhìn đi xa, như là chị giải thích. Tại vì nếu mà để chung thì về doanh số ổn định ABC, thế nhưng mà nó sẽ gặp giới hạn. Trong khi chị quyết định mở như này, tức là sẽ có một mảng thời trang chứ không phải chỉ một thương hiệu. Nhưng mà trong đây nó thể hiện cái tầm nhìn và cái quyết tâm. Đây là một cái câu chuyện đi xa. Nhưng mà một trong yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng nữa, tức là cái tính gọi là tiên phong và đón xu hướng. Nó phải quay trở lại câu chuyện đấy là bản lĩnh nhà nòi nhà chị đấy. Chứ nếu mà là tôi thì tôi không dám. Tôi phải an toàn trước. Tôi tích lũy xong, tôi có tiền tôi mới dám chơi cuộc chơi đó. Nhờ có cái điều kiện của chị dám làm thì chị mới có được bây giờ là luôn tiên phong. Tiên phong slim fit xong bắt đầu tiên phong về nguyên liệu, rồi chất liệu từ tre, rồi ABC. Và bây giờ tiếp theo nữa, tức là đang bắt đầu là đa dạng màu sắc. Trong vòng 10 năm chị làm 3 cuộc cách mạng về thời trang cho thị trường Việt Nam. Thì tôi rất là mong rằng là sẽ có những cuộc cách mạng nữa để anh em tôi được nhờ. Biến những người đàn ông ngoài 50 mà coi như được chị em nhìn dưới con mắt của những thằng cha 30 thì bọn tôi rất là cảm ơn chị. Và cái cuối cùng thì như anh Hòa vừa mới nói, tức là vấn đề về cách mạng 4.0. Và tôi nghĩ rằng là với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không trong lĩnh vực thời trang, trong lĩnh vực khác, mà làm được cả 4 yếu tố. Thứ nhất là xây dựng thương hiệu bài bản. Thứ hai là xây dựng hệ thống phân phối tốt. Thứ ba là luôn luôn mà bứt phá và dẫn đầu xu hướng, và cuối cùng áp dụng 4.0 ấy, thì tôi nghĩ là bách chiến bách thắng. Cá nhân tôi thì tôi chỉ muốn đóng góp vào cái phần đóng gói của anh Âu, một chuyên gia media và thương hiệu hàng đầu Việt Nam, thì anh nói hết rồi. Tôi lại thích nhất trong cái bài này là cái tính cân bằng. Từ khi phát triển Winnie và chuyển sang Owen là một sự cân bằng kể cả giới tính nam nữ. Nhưng cái điều thứ hai, cái cân bằng ở cái cá tính của người CEO này là sự quyết liệt với câu chuyện truyền thông. Đôi khi mình cứ nghĩ câu chuyện truyền thông Owen thì nó lịch lãm như thế, không dám bán, giảm giá đúng không? Nhưng chị đã nói được cái điều là
khi chúng ta tự tin đúng thời điểm, decision making là phải chơi. Thế thì bây giờ với 4.0 vào nó còn chắc cánh hơn nữa về độ chính xác. Tại vì khi muốn cân bằng thì cần độ chính xác để ra quyết định đúng thời điểm. Và cái cuối cùng thì thật ra là cái thương hiệu của chị có Nhật Bản vào, có mọi thứ vào nó sẽ bay lên. Tôi vẫn thích nhất cái chữ My Way. Tôi nhớ một bài hát, đương nhiên tôi là ca sĩ đúng không? Nhưng mà ở đây không có nhạc và tôi chỉ nhớ cái câu cuối cùng của bài hát là I will do it my way. Tức là bản chất người đàn ông cuối cùng lại, bây giờ các chị có mua như thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ phải do it my way. Thì okay, chị đã nắm được cái cốt lõi và tôi cho rằng đây là một cái câu chuyện rất là thành công để lan tỏa trên chương trình truyền hình. Cảm ơn anh Hòa với anh Âu đã chia sẻ rất là nhiều quan điểm và đặc biệt là chị Tuyết đã chia sẻ cái con đường kinh doanh của mình như thế nào. Thật ra đối với phụ nữ khi làm công việc kinh doanh thì với cá nhân của chúng tôi thì rất là ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Một cái con đường kinh doanh được xem như là chiến trường như thế này, nơi mà phải cần có một sự tỉnh táo, quyết đoán và mạnh mẽ, thì một người phụ nữ mà có thể nói là hướng nội như chị đã dám xông pha ra để làm kinh doanh thì không phải là một cái câu trả lời đơn giản chút nào cả. Nhưng có lẽ nhờ bản lĩnh con nhà nòi như anh Âu đã chia sẻ để giúp cho chị có được một cái sự vững vàng khi mà mình đối mặt với những cái khó khăn. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, không có con đường nào dễ dàng cả. Và khi mà chúng ta bước ra chiến trường, đó chính là thương trường kinh doanh, thì điều quan trọng hơn hết là phải giữ được sự bình tĩnh của mình. Khó khăn là điều chắc chắn sẽ luôn phải đối mặt. Nhưng những người mà có được sự tỉnh táo, khôn ngoan và bản lĩnh sẽ là những người tìm cho mình được chiếc chìa khóa tốt nhất để giúp cho mình vực dậy được cái thương hiệu của mình, vực dậy được con đường kinh doanh của mình khi mà đối mặt với những sóng gió. Hy vọng là câu chuyện của chị Tuyết ngày hôm nay đã truyền cảm hứng cho không chỉ là những bạn yêu mến lĩnh vực thời trang, mà quan trọng hơn nữa là những nữ tướng đang muốn bước vào công việc kinh doanh của mình mà vẫn còn đang e ngại với những quan niệm rằng phụ nữ thì đôi khi làm kinh doanh sẽ khó hơn nam giới, sẽ đủ tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có bất kỳ những cái thắc mắc hay là muốn liên hệ với chúng tôi thì xin vui lòng liên hệ với địa chỉ fanpage CEO Chìa Khóa Thành Công, hoặc quý vị cũng có thể gửi mail theo địa chỉ quen thuộc của chương trình, đó chính là chìa khóa thành công avonghoanggia.com.vn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại theo số điện thoại hotline 0981486868. Bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào, quý vị có thể theo dõi lại theo địa chỉ www.cochiakhoathanhcong.com, hoặc quý vị cũng có thể click subscribe trên kênh YouTube CEO Chìa Khóa Thành Công. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh của tập phát sóng tiếp theo. Tôi đã thử sức mình trong rất nhiều vị trí quan trọng ở các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối hàng hóa, và đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, tôi cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Đuổi theo cơ hội. Xu thế các doanh nghiệp xứ Hàn đầu tư vào Hải Phòng ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu lưu trú ngày càng lớn, kinh doanh khách sạn chắc chắn có lợi nhuận cao. Chưa từng kinh qua nghề dịch vụ khách sạn, nhưng vì tiếc rẻ cơ hội đầy tiềm năng, nên sau bao lần nâng lên đặt xuống, cuối cùng tôi vẫn quyết định vào cuộc. Hệ lụy khôn lường. 2 tháng đầu doanh thu tốt rồi giảm dần, tiếp sau đó khách sạn liên tục trong tình trạng chống phòng, khách Hàn Quốc chỉ lưu trú ngắn ngày, khách nội địa thì không có. Kinh doanh khách sạn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt mà tôi thì chưa có chút kinh nghiệm nào. Đầu là chìa khóa thành công. Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 chủ nhật trên VTV1. You can take these bones and break them into pieces now to melt my soul and cast me out in the sea. You can fill me with hope, take it all away again. I thought you should know that you ain't ever gonna break. Oh,
Và đó là những hình ảnh của tập phát sóng tiếp theo. Hy vọng rằng cũng sẽ là một câu chuyện thật hay mang đến cho quý vị trong chương trình CEO Chuyển Phát Thành Công. Còn bây giờ, tôi là Nguyễn Khang từ những câu chuyện thật của CEO Chuyển Phát Thành Công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.